Truyện tích thứ 82, chuỗi hạt mân côi với thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Sinh hạ trong một gia đình đạo đức năm 1874. Lúc 4 tuổi, mồ côi mẹ, các chị săn sóc thay thế mẹ. Lúc lên 14 tuổi, chị xin vào dòng kính Camelo ở Lisieux. 9 năm tu trong dòng là gần 9 năm bị bệnh liên tục. Nhìn thấy sự yếu đuối của mình, chị hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa như một con nhỏ trong cánh tay của mẹ nó. Chị qua đời năm 1897. 28 năm sau, được tôn phong hiển thánh năm 1925, danh tiếng của chị lan tỏa cùng trái đất. Do đó mà nhà dòng kính Lisieux trở nên trung tâm hành hương, lôi kéo rất nhiều người. Ngày nay, bà được hội thánh chỉ định làm quan thầy các sứ truyền giáo. Khi phong thánh cho thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, Đức Giáo hoàng Pio 11 đã nói: "Công nghiệp bà thánh Teresa cũng không thua kém công nghiệp thánh Francisco Xavier." Đã sang phương Đông giảng đạo, thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu là một vị thánh rất nhỏ mà lại rất lớn. Nhỏ là vì bà chỉ vào tu trong dòng kính Lisieux có 9 năm, thì bà qua đời năm 1897 cũng tại dòng kính Lisieux. Rất lớn là bà có ý chí chinh phục những người ngoại trở về với Thiên Chúa. Bà hằng ước ao được sang phương Đông tu tại một nhà dòng kính nào đó để cầu nguyện cho các người ngoại được sớm nhận biết Chúa chân thật. Cho nên bà đã có ý nguyện xin cho được sang Đông Dương vào tu trong một nhà dòng kính ở Hà Nội để được cầu nguyện, nhưng ước vọng không thành vì bệnh lao phổi của bà càng ngày càng trở nên trầm trọng. Bà đã có những đức tính hết sức cao quý tuyệt vời, đó là hy sinh, hãm mình, nhịn nhục. Thánh nữ Teresa có hai đức tính đạo đức căn bản nhất là yêu mến thánh thể và sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong cuốn sách Signs to Remember của Giáo hội Hoa Kỳ có nói về bà như thế này: "Her three devotions were to the Blessed Sacrament and to Our Lady, who once appeared to her in a great sickness." Một sự tận hiến vô cùng cao cả là do Thánh thể Chúa Giêsu và cho Đức Trinh Nữ Maria, tức hiệu Mân Côi. Có một lần, Đức Mẹ đã hiện ra với chị trong lúc chị đau nặng. Trong nhiều truyện tích thánh nữ Teresa thì có rất nhiều tài liệu quý giá, nhưng không thấy có câu này. Tiểu sử của thánh nữ thì rất nhiều và cũng rất dài. Ở đây, chúng tôi chỉ minh chứng một điều duy nhất là thánh nữ đã rất mộ mến chuỗi mân côi. Mỗi khi chầu thánh thể, ở lặng một mình hay là nằm trên giường bệnh, thánh nữ thường lần hạt kính Đức Mẹ. Cuộc sống của thánh nữ rất đơn sơ, giản dị, cho nên mỗi khi thánh nhân qua đời thì một chị dòng đã nói: "Không biết Teresa sau khi chết rồi, nhà dòng biết lấy tài liệu gì đáng giá để ghi vào sổ nhà dòng và tiểu sử của chị." Nhưng sau khi bà qua đời rồi, người ta mới khám phá ra bà chính là một nhà tu học đại tài, đã viết những tư tưởng tu học rất cao siêu. Cho nên hội thánh đã phong cho bà phẩm hàm tiến sĩ hội thánh. Một nữ tu bé nhỏ gần 9 năm bị bệnh mà được phong tiến sĩ hội thánh thì biết phải như thế nào rồi. Đây cũng lại là một phép lạ điển hình chứng tỏ khi bà còn sống đã năng lần chuỗi mân côi, cho đến nỗi bà coi mỗi một kinh kính mừng khi bà đọc lên kính Đức Mẹ là một bông hồng thơm cho dâng lên cho mẹ. Do đó mà trước khi bà từ giã cõi đời,
bà đã để lại một câu nói bất hủ sau đây: khi tôi về thiên đàng, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trên mặt đất này. Và quả thật, sau khi bà qua đời, đi mấy, bà đã làm một phép lạ cả thể, là cho mưa hoa hồng xuống đầy sân nhà dòng kính Lysius. Hoa hồng tức là hoa mân côi Rosalie. Lời bàn: khi các linh mục thừa sai pháp sang giảng đạo tại Việt Nam, thì các ngài đã truyền bá lòng sùng kính thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu rất là rầm rộ. Ở đâu cũng có bàn thờ kính thánh nữ Teresa, người ta đến khấn rất đông, và nhờ công nghiệp bầu cử của bà mà đã có rất nhiều người được các ơn lạ. Đây là một triết lý rất căn bản cho mọi người: không phải làm lớn mà nên thánh lớn. Làm thánh ở tại, biết phó thác mọi sự cho Chúa, hoàn thành nhiệm vụ được Chúa giao phó. Sau khi chết, Chúa không căn cứ vào chức vụ mà căn cứ vào công việc được Chúa giao phó có hoàn thành tốt đẹp hay không. Làm vua, làm giáo hoàng mà không làm tròn phận sự của mình đối với Thiên Chúa thì chắc chắn là thua một vị thánh nhỏ bé như bà thánh Faustina hoặc bà thánh Teresa. Vậy đừng căn cứ bề ngoài mà xét đoán việc bên trong tâm hồn của mỗi người. Bài này tác giả có ý thân tặng những bà, những chị nào có tên thánh là Teresa. Hãy bắt chước thánh nữ để được hãm mình chịu khó chịu bệnh tật cho nên. Vì trong sách Dẫn Đàn Nhân Đức có nói: không có một công phúc nào ở trên thế gian này đền tội hữu hiệu cho bằng chịu bệnh tật cho nên. Vì lòng kính mến Chúa và chia sẻ những khổ đau mà Chúa Giêsu đã chịu trên thánh giá. Amen.